Xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đọc một cuốn sách rất là hay liên quan đến loài chuột túi, biểu tượng của nó gốc đấy. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Những loài vật đáng kinh ngạc, chuột túi. Một loài vật to lớn nhảy nhót trên cánh đồng cỏ. Loài vật này mang theo con của mình trong chiếc túi trước bụng. Đó chính là một cô chuột túi mẹ, loài vật nổi tiếng nhất của nước Úc đấy. Nhảy 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 nào. Xin chào, mình là chuột túi đây. Chỉ có chuột túi cái mới có túi trước bụng nha. Chuột túi con sẽ sống trong chiếc túi ấy khoảng 200 ngày kể từ lúc mới sinh. Đó là nơi an toàn dành cho chuột túi con đấy. Chuột túi trưởng thành có đôi chân vô cùng khỏe mạnh. Đó là lý do loài vật này thường dùng cách nhảy để đi khắp nơi. Mẹ ơi, mẹ đi chậm lại ạ. Con sợ. Chuột túi con kéo lên. Đừng sợ con yêu, hãy bám chặt vào. Chuột túi mẹ nói. Nhảy 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 nhảy. Bên kia lùm cây và bụi rậm là một đồng cỏ rộng lớn. Hai chú chuột túi con đã sẵn sàng cho một cuộc đua. Sẵn sàng chưa? Xuất phát nào! Hai chú chuột túi cùng nhảy và nhảy, cố vượt qua đối thủ. Cố lên! Hãy nhảy xa hơn nữa, có con có thể làm được mà. Chuột túi mẹ cổ vũ. Nhảy nhảy nhảy. Hurra! Anh thắng rồi! Một trong hai chú chuột túi con hét lên đầy sung sướng. Tuyệt vời! Chuột túi em nói. Được rồi, lần này anh có thể thắng, nhưng lần sau anh sẽ phải thua thôi. Chuột túi mẹ nói với chuột túi con. Đi nào, chúng ta phải tới chỗ các anh con thôi. Vâng thưa mẹ, chuột túi con đồng ý tới chỗ các anh của cậu. Wow, thật quá tuyệt vời. Chúng ta đang ở đâu thế mẹ? Chuột túi con rất thích thú trước những gì cậu thấy. Chúng ta đang ở đồng cỏ. Đây là nơi chúng ta có thể vui đùa. Chuột túi mẹ giải thích. Mẹ ơi, ở đây có sư tử không ạ? Chuột túi con lo lắng hỏi. Chỗ này rất an toàn. Con có thể ra khỏi túi mẹ. Chuột túi mẹ trả lời. Không đâu, con sợ ra ngoài kia lắm. Chuột túi con kéo lên. Sao chúng ta không tiếp tục đi dạo ở đồng cỏ nữa hả mẹ? Chuột túi con hỏi. Được thôi, nhưng chúng ta phải ăn trước đã, được không? Mẹ đói quá rồi. Chuột túi mẹ trả lời. Giờ con đã đủ lớn, tại sao con không nhảy ra khỏi túi và tự mình đi xung quanh nhỉ? Chuột túi mẹ hỏi. Chuột túi con trả lời. Được rồi mà mẹ, con sẽ sớm làm điều đó, nhưng con nghĩ không phải lúc bây giờ. Khi đã lớn lên, chuột túi con sẽ ra khỏi chiếc túi trước bụng chuột túi mẹ và tụ tập cùng những chuột túi khác. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bé đã lắng nghe. Hẹn gặp các bé vào những cuốn sách tiếp theo nhé.